Xin tiếp tục chào đón nha, mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đường tiếp cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn lên những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Và mã số 1 đầu tiên cho có trong video ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình hôm nay là bên em cũng sưu tầm được một cặp thần tài thổ địa rất là to. Một cặp này thì hai ông cỡ trên hai con linh vật. Tổng trọng lượng của cặp này nó rơi tới 14 kg luôn nghe cả nhà ha. Rất là to, khổng lồ nha. Đây được xem là một những cặp thần tài thổ địa rất là đáng để mình sưu tầm về. Rồi đây là mặt sau của tượng đây. Hai ông cỡ trên hai con linh vật. Thần tài thì đang cầm gậy như ý, cỡ trên một cái con tỳ hưu phong thủy rất là to. Thổ địa thì đang cỡ trên một con cóc thải tiền tài tài lộc. Hai ông này rất là to khủng, tổng trọng lượng về trọng lượng là 14 kg. Và chiều cao của mỗi ông rơi vào khoảng là 30 gần 32. Đó, bề ngang của mỗi ông là khoảng là gần 19 gần 20 cm. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đẹp, rất là to, khổng lồ nha. Một hai ông này về thì thôi khỏi chê luôn ha. Cái này là mình về mình chỉ có những cái bàn thờ hai ông, bàn thờ lớn thì mình mới để vừa nha, còn thờ nhỏ để không có vừa hai ông này được đâu ha. Thì một cặp hai ông như thế này thì bên em có giá giao lưu với mình là 5.800.000. 5.800.000 cho hai ông rất là to khổng lồ của ngày hôm nay. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ ha. Hai ông rất là to khủng. Đây là mã số 1 mà hôm nay bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đây là cặp thần tài thổ địa rất là to. Đó, đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì hôm nay bên em còn được một tượng địa tạng. Tượng Phật địa tạng rất là lớn. Đó, đây cả nhà mình cùng xem ha. Tượng Phật Địa Tạng. Về tượng này tổng trọng lượng là khoảng 17 kg được nghe cả nhà mình nha. Rất là to. Đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chất liệu bằng đồng. Đây, tượng Địa Tạng. Quay một vòng cho mình xem ha. Mình xem không rõ thì có thể kết bạn Zalo bên em để bên em gửi thêm thông tin cho mình. Thì chất liệu bằng đồng. Rất là to. Phía sau là cái lá đề đây cả nhà mình. Cái lá cái hào quang phía sau ha. Địa tạng Vương Bồ Tát chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 17 kg. Đây, cái phía sau là hình ảnh là cái lá đề sen là rồi. Đó. Đây cả nhà mình xem ha, rất là đẹp nha. Tổng trọng lượng là 17 kg luôn đó, mã số 2. Chiều cao đo lên tới trên là tầm có khoảng là 49 cm. Bề ngang của tượng. Đó, bề ngang của tượng là khoảng là 29, chất liệu bằng đồng. Rất là to, rất là đẹp, cũng rất là nặng luôn ha. Và tượng này thì bên em có giá hữu duyên với cả nhà mình. Một tượng như thế này đó là 4.900.000, bao luôn phí ship toàn quốc. Mà có trong mã số 2 trong video hôm nay. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 trong video ngày hôm nay thì bên em còn được một tượng Tế Công chất liệu bằng đồng. Đây là tượng Phật Tế Công. Thì người đang cầm cây quạt. Các anh em cùng xem ha. Có tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg cho tượng Tế Công. Chiều cao của tượng Tế Công là rơi vào khoảng là gần 30 cm, 29.5. Bề ngang là 14, chất liệu bằng đồng. Đây là tượng Tế Công. Thì tượng Tế Công như thế này thì có giá giao lưu với mình là 2.200.000 cho tượng Tế Công. Rất là nét, rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 3 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì hôm nay còn được một tượng đứng lớn. Rồi để quay cho cả nhà mình xem ha. Đây là một tượng Phật Ban Phước. Dáng người là đang bước đi nha. Đó, đây. Tượng chất liệu bằng đồng. Cái đế dưới này là bằng gỗ nghe cả nhà mình ha. Còn nguyên tượng thì bằng đồng. Về trọng lượng á là khoảng 8 kg cho tượng Phật Ban Phước. Chiều cao từ đế lên tới trên luôn là khoảng 64 cm. Bề ngang của tượng là 16, chất liệu bằng đồng. Và cái đế dưới này là bằng gỗ. Đó, cả nhà mình xem ha, tượng đồng. Cái đế dưới để người bước lên đó là bằng gỗ. Đây, quay một vòng cho mình xem. Tượng này rất là đẹp luôn ha.
bỏ qua tượng này thì rất là tiếc nha cả nhà mình nha. Ở đây là một những tượng rất là hay, tượng Phật Ban Phước chất liệu bằng đồng. Đó. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu cho mã số 4 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video buổi trưa ngày hôm nay. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì cũng là một tượng Phật luôn. Đó. Tượng Phật chất liệu bằng đồng cũ. Đây là mã số 5 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 5, cũng là một tượng Phật. Phật đứng, một tay người thì giơ lên, một tay người thì đưa xuống. Ở đây là mã số 5 có trong video ngày hôm nay. Mã số 5 chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là 70 cm. Và bề ngang là 16, chất liệu bằng đồng. Đó, các anh em cùng xem ha. Đây là một tượng Phật Ban Phước chất liệu bằng đồng. Tượng này rất là cao, rất là đẹp luôn. Đây, mình cùng xem ha. Đó. Tượng này về trọng lượng là khoảng về tượng này trọng lượng là khoảng 6,8 kg, chất liệu bằng đồng. Người đang đứng trên cái đài sen chất liệu bằng đồng cũ. Và tượng này thì em đo lại chiều cao cho mình xem. Gần 70 cm. Ở bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Tượng này có giá giao luôn cái nhà mình là 3,8 triệu cho một tượng cho mã số 5. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì hôm nay bên em còn được một cái hũ. Đó, một cái hũ chiêu tài hút lộc. Đây là một hũ cốc chiêu tài hút lộc. Bao gồm 4 chú cốc hải tiền tài tài lộc ha. Thì đây cả nhà cùng xem đây. Đây là một cái hũ cốc tiền tài tài lộc. 4 chú cốc hải tiền vào trong cái hũ. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 18. Đường kính miệng là 10 cm. Chất liệu bằng đồng cũ, hai bên là hai bộm sư tử. Đó, 4 chú cốc hải tiền vào ha. Để đây có chuyện luôn. Tổng trọng lượng là 1,8 kg. Và một cái hũ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu cho mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 hôm nay còn được một cái đỉnh. Một cái đỉnh này rất là đẹp ha. Có hai quai phụng. Đó, ở dưới là có ba chú lân. Ba chú lân đang đẩy cái đỉnh lên. Chất liệu bằng đồng cũ. Và tổng trọng lượng là khoảng 1 kg cho cái đỉnh như thế này. Chiều cao tổng thể của đỉnh là 22. Rồi bề ngang của đỉnh là tầm có khoảng là 10-14. Chất liệu bằng đồng. Đây cái này mình xem ha. Đó, và cái đỉnh như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh lần 1,4 triệu cho cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ ha. Mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 thì bên em còn được một cặp nhạo gụ bát tiên chất liệu bằng đồng, bao gồm có 2 cái. Hôm trước là có một cặp giao lưu rồi, hôm nay còn một cặp để giao lưu cùng cả nhà mình luôn ha. Nhạo gụ bát tiên thì đây có 80 tiên nổi ở đây. Tổng trọng lượng là khoảng 800 g, chiều cao tổng thể là 16, bề ngang là 10, chất liệu bằng đồng. Và một cặp nhạo gụ bát tiên như thế này bên đồ cổ Cần Thơ em có giá giao lưu cả nhà mình là 1,200 000. 1,200 000 thì tính ra chỉ có là 600 000 một cái thôi. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì mã số 9 của ngày hôm nay thì còn được một cái ấm bếp lò. Đây cái này mình xem ha. Đây là chạm dơi nè, hai bên là có 2 cái quai, 4 chân là 4 chân voi, chất liệu bằng đồng. Đó, đây cái này mình xem. Hai bên là hai con dơi ha. Đây là mã số 9. Rồi chiều cao tổng thể là 26, bề ngang tổng thể là 24, chất liệu bằng đồng. Và một cái ấm bếp lò như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,700 000. Mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là còn được một cặp tỳ hưu chất liệu bằng đồng. Đây bao gồm 2 con. Mã số 10 tổng trọng lượng là khoảng 2 kg,
Và chiều dài của cặp tỳ hưu này rơi vào khoảng là 18 cm. Rồi chiều cao là 14. Chất liệu bằng đồng, bao gồm hai con. Đó, tỳ hưu ha, tỳ hưu phong thủy nha. Bao gồm hai con. Và một cặp như thế này. Bên em có giá giao luôn cả nhà mình. Ở đây, để làm xem. Bao gồm hai con. Rất là đẹp. Một cặp này thì có giá giao luôn với cả nhà mình là 1,5 triệu cho một cặp mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là còn được một cái gạt tàn rất là to của Trung tâm huấn luyện Thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng 1968. Hai bên là biểu tượng của Thủy quân lục chiến. Tổng trọng lượng là 2,7 kg và đường kính có khoảng 10-17 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha. Rất là to nha. Rất là nặng. Tới 2,7 kg được. US 1968. Và cái này bên em có giá giao luôn cả nhà 1,5 triệu. 1,5 triệu cho một cái gạt tàn. Mã số 11 có trong video hôm nay. Đây mã số 11. Rồi, 12. 12 là một cái dĩa ngũ quả rất là độc lạ. Mã số 12. Đây là một cái dĩa ngũ quả, trên đây có hình ảnh một con chim nè, ảnh một chiếc lá. Tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Chiều dài tổng thể là 28. Rồi bề ngang dĩa là 22, chất liệu bằng đồng. Đây cái nào cùng xem ha. Và một cái dĩa ngũ, mình có thể đựng trái cây, ngũ quả thì rất là hay, rất là đẹp nha. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái dĩa ngũ quả như thế này, có giá giao lưu với mình là 1,2 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 thì còn được một cái chóe. Đó, một chóe rồng. Chóe tài lộc 13. Chiều cao là có khoảng là 19 cm. Bề ngang là có khoảng 12, chất liệu bằng đồng. Ba bên là có ba con rồng. Đó, rất là đẹp ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái chóe rồng như thế này. Đó là 1,4 triệu, bao luôn phí ship toàn quốc. Cái này nảnh một con rồng này cả nhà mình xem ha. Ba bên là có ba con rồng. Này mã số 13, chế rồng. Ghế có chuyện luôn. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là quản gia. Đó, 14 là một ông quản gia. Quản gia giữ tiền. Ông này thì thôi khỏi chê ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 29 gần 30. Bề ngang khoảng 13, chất liệu bằng đồng. Và ông này thì tổng trọng lượng là 3 kg ha. Đây cả nhà mình xem đây. Tổng trọng lượng là 3 kg cho ông quản gia giữ tiền của ngày hôm nay. Ông cười rất là tươi nha. Và ông này có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, một ông quản gia giữ tiền 1,8 triệu. Bao luôn phí ship toàn quốc cho mình. Ông quản gia rất là to, chất liệu bằng đồng. Ông này về cũng giữ tiền cho mình ha. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 của ngày hôm nay là một cái ấm độc lạ. Đây một cái ấm dài. Đó, có tổng trọng lượng của cái ấm này là có khoảng là 1,8 kg. Chiều dài tổng thể là 27. Rồi bề ngang là có khoảng là 16 cm. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 14. Mã số 14 có trong video hôm nay. Đây, nguyên một cái ấm. Rất là to, rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem ha. Và một cái như thế này có giá giao luôn với cả nhà mình 1,6 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 14 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 thì còn một cái ấm long phụng. Có tổng trọng lượng là khoảng 800 g. Chiều cao là 20. Bề ngang là 13, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình là một cái ấm như thế này 800 ngàn. Đó, long phụng 800 ngàn, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 là một con cặp pháp khí mặt tông, chất liệu bằng đồng, bao gồm 2 cây. Tổng trọng lượng của cặp pháp khí mặt tông có khoảng là 1 kg. Và chiều dài 30. Và chiều sâu là có khoảng là 13. Có giá giao lưu cả nhà mình một cặp pháp khí mặt tông. Đây là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Là một cặp pháp khí mặt tông như thế này. Có giá giao lưu với mình là 1,5 triệu. Đây là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Xin cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ đồ cổ Cần Thơ em trong thời gian qua.
thì xem được đừng tiếc cho mình xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ bên đồ cổ Cần Thơ em ha. Xin chào và hẹn gặp lại.